Sau dịch là chuyến hành trình trở lại những nơi mình từng đi. Ở những nơi xưa cũ ấy lại có những điểm đến mới mà mình chưa từng đặt chân đến. Thành ra mọi thứ đều mới mẻ trong hành trình lần này. Trong tập đầu tiên hành trình đến Bali, mình sẽ đưa các bạn đến những mảng xanh bát ngát ở Ubud, một nơi đẹp, thanh bình cùng những nét văn hóa ẩm thực độc đáo của đảo Bali. Và thật sự, mình đã không hối tiếc khi bay đến Bali lần này. Xin chào các bạn, là Travis đây và mình đang có mặt tại Bali. Và đây là cái hành trình rất là thú vị, bởi vì sao mình đã trở lại Bali sau hơn 2 năm rưỡi. Và cái điểm đầu tiên mà mình chọn sau khi mình đáp xuống Bali đó là Ubud. Hạ cánh xong một cái, nhập cảnh làm tục xong cái thì là các bạn biết không, quãng đường từ sân bay về từ Ubud chỗ này là 2 tiếng đồng hồ. Mà quãng đường là khoảng 45-47 km các bạn, tại vì nhiều cái khúc đường nó rất là kẹt xe luôn. Và công nhận là lên đến Ubud sau một cái thì các bạn biết sao, nó cực kỳ thoải mái luôn, cực kỳ mát mẻ. Bước vào đây một cái thì là coi như là xung quanh là tiếng ve, tiếng côn trùng kêu rất là thiên nhiên luôn các bạn. Ở đây là một cái bồn rửa, ở đây là có một cái bếp ga, ở đây là một cái ấm đun nước này, ở đây có đầy đủ trà cà phê ở đây luôn. Còn bên đây là cái bàn ăn. Và cái điều mình thích ở cái này mà mình quyết định mình đặt cái phòng này cho cả nhóm á, đó là cái hồ bơi đấy các bạn. Một cái villa riêng có hồ bơi. Đây các bạn, tuyệt vời không? Và cái hồ bơi này xung quanh nó được bao bọc bởi rất nhiều các loại cây. Và nó cũng sẽ có một cái sự riêng tư ở đây ha. Thì ở đây là một cái phòng mà có giường đôi. Và view rất là đẹp, view nhìn ra ngoài cái bể bơi này luôn. Ở đây thì cũng có một cái cánh cửa, mình nghĩ là cũng có thể mở ra được ha. Đó, đi ra hồ bơi luôn. Còn không thì bây giờ mình sẽ đóng cái cửa lại. Đây là cái bồn vệ sinh, nhưng mà nó hoàn toàn nó mở ngoài trời hết nha các bạn. Bên đây thì là có bồn rửa nè, có vòi hoa sen. Nói chung là ngoài trời hết, không mấy lạnh gì hết. Và có một cái bồn tắm ngay đây, ngâm bồn, tận hưởng thiên nhiên, tuyệt vời các bạn. Rồi, nếu như phòng bên kia là phòng cho cặp đôi thì phòng này là phòng cho gọi là homie. Hai anh em mình sẽ ở trong phòng này. Thì cái phòng này sẽ có hai giường ha. Thì bên kia là view ra hồ bơi, còn cái view này là view nhìn ra vườn ha. Thì những cánh cửa đây thì cũng có thể kéo ra kéo vô được nha các bạn. Khách sạn này theo mình thấy nó cũng hơi cũ một tí. Mình nghĩ là sau một thời gian dài đại dịch thì nói chung là cũng chắc là cũng được tu sửa lại, nhưng mà cũng không nhiều. Mà dù sao thì với cái giá mà 2,7 triệu một đêm như thế này, đặt trên booking.com nha các bạn, thì mình thấy là quá ok cho 4 người luôn, ở không gian quá là tuyệt vời. Đó thì bây giờ trước tiên đó là mọi người đang rất là đói thì chắc là mọi người sẽ gọi đồ ăn về phòng ăn cái đã. Resort nơi em mình ở cách khá xa các khu dân cư cũng như chợ địa phương, càng không có cửa hàng tiện lợi hay siêu thị, nên mọi người chọn cách gọi đồ ăn về phòng để ăn tối, sau đó nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình ngày hôm sau. Vì hôm nay mọi người di chuyển nhiều cũng mệt rồi, anh em quyết định gọi những món địa phương để thưởng thức ngay tại villa. Thì mọi người đã gọi sương sương một số món về phòng rồi đây. Đó, thì ở đây thì là như bạn Trường gọi là cái món nasi goreng, là cái món một cái món cơm chiên rất là phổ biến ở đây. Và có cái này là cái cánh gà hả? Cánh gà hơi nhỏ xíu. Ở đây có một trái trứng nè, trứng chiên với một cái bánh vòng tôm. Và các cái loại này là các cái loại rau củ đúng không? Rau củ trộn. Còn cái này là cơm chiên với các loại rau củ luôn. Còn đây là cái món mà gọi là nasi paka kampung, là cái món mà cơm lá chuối nè với lại rau và gà chiên. Đó, trông cũng rất là hấp dẫn mọi người ơi, món nào cũng ngon hết trơn á. Còn đây là món mà ayam cha kamu, một cái món mà cũng có gà chiên xào chung với lại nấm các loại rau ha, ăn kèm với lại cơm trắng. Còn đây là cái món mình gọi là món
cáp chay, gọi là món cáp chay. Món này là món mà mình ăn với lại các loại rau xào với lại thịt gà. Món này cũng khá đơn giản thôi, và ăn với lại cơm trắng. Mình cũng gọi đại nó mười, mình cũng không biết cái món như nào, thấy cái miêu tả món ăn mình gọi thôi. Ăn bánh không? Cơm trường. Mình mới ăn ké của bạn Trường, cái món nasi goreng các bạn. Cơm dẻo, ngon, vừa miệng, hợp khẩu vị người Việt Nam, ăn chung với lại cái bánh bột tôm, rất là ngon luôn. Đây, món của mình là cái món, thực ra là cái món thịt gà xào chung với lại các loại rau củ thôi. Tiếc quá biết gì gọi nasi goreng. Chào buổi sáng Bali. Hôm nay buổi sáng rất là trong lành. Hôm nay thì mình thấy là trời có nhiều mây, hơi xíu nắng chút thôi. Và bây giờ mình sẽ đi ăn sáng trước, và mình sau đó mình sẽ đi khám phá Bali và giới thiệu với các bạn ha. Bây giờ thì mình sẽ đi ăn sáng, và như các bạn thấy ở đây là xung quanh đây rất là nhiều cây luôn. Một trong những mình thích ở những cái nơi ở Bali, đặc biệt là ở Ubud đó, là vì nó có rất là nhiều cây như thế này nè các bạn. Và cái resort này cũng vậy, bên trong đây có rất là nhiều cây, và nhưng mà nó hôm qua là được bao bọc xung quanh bởi rừng, ruộng. Và trong vườn này thì nó họ trồng rất 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 nhiều cây luôn. Đây là nhà ăn sáng của mình nè. Good morning. Wow. Oh, nasi goreng. That's great. Rồi, và sáng nay thì mình đã gọi một cái phần là nasi goreng, tức là cơm chiên theo kiểu Indo ha. Và đây cũng là cái món giống như là mình thấy nó rất phổ biến ở đây. Ví dụ Việt Nam mình có cơm tấm xương vị chả, thì ở đây cũng có cơm chiên trứng phồng tôm và rau, rất là ngon luôn. Mình có đặt một cái tour trên Club sáng nay đi thăm các điểm ở quanh Ubud, và đây là bác hướng dẫn viên và bác lái xe là đến khách sạn đón mình rất đúng giờ luôn, 9 giờ luôn ha. Và cái tour này thì là mình mua trên Club, là để mình xem, mua cho 4 người là 2.4 triệu, tính ra là khoảng 600 ngàn một người các bạn, và sẽ đi tour những ngày luôn, có xe riêng đưa đón luôn. Mình thấy cái giá này cũng khá hợp lý. Đây là cũng là một trong cái lợi nếu như các bạn đi chơi mà đi theo nhóm nha, xe mọi thứ chi phí ra rất là ok luôn. Đối với du khách đến Bali thì Ubud được coi là nơi xanh nhất hòn đảo, với rừng rậm bao phủ và ruộng lúa khắp nơi. Chỉ cần đi trên những con đường như sáng nay mình đi từ resort ra Tegalalang thôi là đủ ngắm thiên nhiên xanh ngát rồi. Rồi bây giờ mình đã đến cái điểm đầu tiên, đó là cái ruộng lúa Tegalalang. Và đây là một cái ruộng lúa rất là nổi tiếng. Nói chung là ở Ubud á, thì là có rất nhiều các cái ruộng bậc thang các bạn. Nhưng mà cái điểm mà nhiều người tới nhất đó là cái Tegalalang. Nói đến Ubud là nói đến ruộng bậc thang. Những thứ ruộng bậc thang xanh miên man dường như là một biểu tượng bất thành văn khi người ta nhắc đến Ubud. Và dù rằng ruộng bậc thang cũng có nhiều nơi trên thế giới, nhưng mỗi nơi mỗi vẻ. Ruộng bậc thang ở Ubud có nét riêng khi nằm trong những thung lũng nhỏ với những loài cây hoa nhiệt đới xen lẫn, tạo thành một khung cảnh độc đáo, yên bình và không kém phần quyến rũ. Ruộng bậc thang Tegalalang là một nơi như vậy. Đây, chỗ này có chỗ chụp hình này, nhưng mà muốn leo lên thì là phải có cái thang. Đó, cho mình leo lên, mình chụp hình xong thì sẽ có người đỡ thang cho mình xuống. Nhưng mà thằng em mình thì nó hơi mập. Nó hơi mập. Nó hơi mập, mình không biết cái cây này có chịu nổi nó không nữa. Ok, cẩn thận nha. Đẹp các bạn, quá đẹp luôn. Lần trước mình cũng đi cái ruộng lúa, ruộng bậc thang mà Tegalalang này, ở nhưng mà ở một cái góc khác các bạn.
và nó không thấy được nhiều cảnh đẹp như là ở góc này. Đúng là mỗi lần đi mình nhìn một góc nó sẽ có những cái khác biệt ha. Và lần này ở đây mình để ý mình thấy là có những cái cây mà lá đỏ như này nè các bạn. Những cây lá đỏ như này nè. Thì cái cây lá đỏ này nó phản chiếu vô trong cái nền xanh của ruộng lúa khi các bạn chụp hình lên rất là đẹp nha. Không gian tại Tegalalan không quá lớn hay hoành tráng, nhưng đủ làm người ta bị hút vào khung cảnh với những đường cong uốn lượn của các tầng ruột bậc thang, những cây dừa cao vút len lỏi trong thung lũng và cả những cây hoa nhiệt đới như tô điểm thêm cho không gian xanh và yên bình tại đây. Thú vui của mình khi đến đây không phải là kiếm các tiểu cảnh để chụp hình sống ảo, mà là đi trên những con đường tầng tầng lớp lớp của ruộng lúa. Một bên là cây cỏ rì rào, một bên là không gian của ruộng bậc thang thoáng đãng và cảm nhận từng bước chân khi bước đi tại đây. Ở đây có cái xích đu kiểu Bali nè các bạn, nhưng mà 200.000 rupee cho các bạn, mình thấy mắc quá nên thôi. Nhưng mà bạn nào thích đi thì có thể trải nghiệm ha. Và nếu có đủ thời gian, các bạn có thể len lỏi xuống sâu bên dưới rồi lại đi lên qua các tầng của ruộng bậc thang. Cảnh sắc ở đây thì miễn bàn rồi, cứ đưa máy ảnh lên là có cảnh đẹp, cứ đi vài bước là lại có một góc khác biệt để chụp ảnh. Còn đây là một nghi thức cúng hàng ngày của người theo đạo Hindu ở Bali, được gọi là Chanangsari, mà các bạn có thể sẽ thấy nhiều khi đến hòn đảo này. Chanangsari được coi như một cách để họ bày tỏ lòng thành kính đối với các vị thần, duy trì sự cân bằng giữa thiện và ác, giữa thần và quỷ, giữa thiên đàng và địa ngục. Đạo Hindu ở Bali tin rằng vũ trụ được chia làm 3 tầng, thiên đàng là nơi các vị thần sinh sống, nhân gian là nơi con người sinh sống và địa ngục là nơi quỷ cư ngụ. Chanangsari là nghi thức bày tỏ lòng tôn kính không chỉ với thần ở thiên đàng mà còn với quỷ ở địa ngục để họ không quấy nhiễu con người. Và điểm tiếp theo đó là rừng khỉ, Monkey Forest. Và bây giờ thì mình đang vô cái gọi cái Monkey Forest. Thực ra đây là một cái khu bảo tồn khỉ và ở trong đây theo mình được biết là có hơn 1.000 con khỉ nha, được chia làm 6 nhóm. Và cái loài khỉ đây là loài khỉ đuôi dài. Bây giờ mình sẽ vào đây ha. Và vào đây thì có một số cái lưu ý như thế này. Thứ nhất là chúng ta không nên hoảng loạn, chúng ta không nên bỏ chạy khi mà ví dụ nó đến gần mình thì cũng không nên hoảng loạn, phải bình tĩnh nha, và không cho khỉ ăn nè, và không nhìn thẳng vào mắt nó nè, và khi mà ví dụ như là chúng ta thấy thích nó quá chúng ta cho đồ ăn thì cũng không được phép cho đồ ăn nha. Và những cái vật dụng mà chúng ta đeo cho người, kiến cái này kia cũng phải cẩn thận, coi chừng bị khỉ giật nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong. Wow, bên trong này thì là cái đường đi vào bên trong, họ làm những cái sàn gỗ này để đi nè, và xung quanh đây thì cây xanh rừng rất là mát mẻ luôn. Nói chung đi Ubud đợt này khám phá thêm nhiều điểm mới và mình thấy mình rất thích cái thiên nhiên ở đây nha các bạn. Có hơn 1.000 con khỉ trong khu rừng này được chia thành nhiều nhóm ở từng khu vực. Loài khỉ ở đây là khỉ đuôi dài Bali. Với số cá thể đông như vậy, chuyện xung đột giữa các nhóm khỉ cũng hay xảy ra. Như khi vào mùa khô, nhóm khỉ này đi tìm nguồn nước phải đi qua lãnh địa của nhóm khỉ khác. Khỉ đuôi dài ở đây ăn chủ yếu là khoai lang cùng với chuối, bắp, dưa chuột, dừa và các loại trái cây địa phương khác. Và mình vừa được giới thiệu xong là ở đây là đối với người dân địa phương ở đây thì là khỉ đóng một cái vai trò tâm linh rất là quan trọng, bởi vì là trong cái truyền thuyết từ ngàn xưa đó là họ coi khỉ là những cái chiến binh của nhà vua. Ở đây thì các bạn có thể quan sát được những chú khỉ chạy nhảy trong rừng, trong tự nhiên ha, chứ không phải là trong sở thú hay là trong những cái lồng nhốt. Mọi thứ đều rất là tự nhiên luôn. Và cái chuyện mà đi dạo trong một khu rừng như này cũng rất là tuyệt vời các bạn. Xung quanh cỏ cây rồi những cái cây cổ thụ rất là lớn các bạn. Wow. Và ở đây không chỉ là một khu rừng để tham quan thông thường. Rừng khỉ Ubud được bảo tồn dựa trên nguyên tắc Trihitakarana, một trong các triết lý của đạo Hindu trên đảo Bali. Trihitakarana có nghĩa là ba cách để đạt được sức khỏe thể chất và tâm hồn, giúp con người duy trì được các mối quan hệ hòa hợp trong cuộc sống, bao gồm mối quan hệ hòa hợp giữa người và người, giữa người và thiên nhiên, giữa con người và thần linh.
Và dựa trên nguyên tắc này, rừng khỉ Ubud được coi là điểm đến để tạo sự an yên và hòa hợp cho du khách. Khỉ cũng đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa truyền thống ở Bali. Chúng xuất hiện trong nhiều điệu múa, trong đó có điệu múa Kechak mà mình đã được xem ở đền Uluwatu mấy ngày sau đó. Các bạn nhớ đón xem tập này nha. Khu rừng này rất là đẹp các bạn. Các bạn có biết điều mình ấn tượng đây là gì không? Ở đây có những cái cây rất là cao lớn, rất là lớn luôn, và các bạn nhìn cái rễ của nó nè, rất tuyệt vời. Các bạn nhìn hắt ánh nhìn của bạn lên đây một cái, tuyệt vời luôn. Chúng ta cảm thấy chúng ta rất là nhỏ bé giữa thiên nhiên. Còn ở đây là một cái hồ nước. Wow, một cái hồ nước mà xung quanh nó được bao phủ bởi rêu phong và những cái rễ cây nó cuốn vào trong những cái thành những cái hồ nước như này các bạn. Nó là quá sức tuyệt vời luôn. Và bây giờ tiếp tục hành trình đi dọc những con đường đi vòng quanh ở trong cái khu bảo tồn khỉ này nha các bạn. Không chỉ là nơi thu hút du khách và là nơi mang tính tâm linh đối với cộng đồng địa phương, rừng khỉ Ubud còn là nơi quan trọng cho các chương trình nghiên cứu và bảo tồn. Các nhà nghiên cứu trên thế giới đã thực hiện nhiều nghiên cứu, trong đó có việc nghiên cứu sự tương tác của khỉ cũng như hành vi của chúng đối với môi trường xung quanh. Trưa nay thì mình được bác lái xe bác giới thiệu một cái nhà hàng. Mà nhà hàng này là có cái món vịt, mà vịt kiểu của Bali nha. Nghe nói rất là ngon. Ở đây có món gọi là crispy duck, tức là món vịt mà chiên giòn á. Cái da nó chiên giòn thì mình sẽ ăn thử xem sao. Ở đây có một cái các bạn, cái view đồng lúa đó. Rất là đẹp luôn, rất là mát luôn. Và hôm nay thì trời không có nóng lắm. Cái mùa này ở Bali thì nó cũng không nóng lắm các bạn. Mà nhất là ở trên Ubud nữa thì nó càng không nóng. Phải nói đây là một trong những nhà hàng có cảnh nhìn tuy không phải đẹp nhất nhưng thuộc hàng dễ chịu nhất mà mình từng đến. Thanh bình, mát mẻ và yên tĩnh. Mấy anh em mình bắt đầu bữa trưa với một ly nước chanh nho nhỏ coi như thức uống chào đón và khoai lang sấy chấm với tương ớt sambal khai vị. Sau đó các món mà anh em mình gọi đã được đưa lên bàn. Đầu tiên là món điểm nhấn của quán là cơm với vịt da giòn trông rất là hấp dẫn. Em mình thì gọi cơm sườn heo nướng, thằng em còn lại thì gọi cơm vịt chiên với các gia vị của Bali. Các món cơm vịt được phục vụ kèm chukut urap hay là một món xào với giá, đậu đũa, cùi dừa bào cùng các loại rau và gia vị địa phương. Và đây là cái món crispy duck mà cơm với lại nguyên một cái này là một, người ta nói là một nửa con vịt các bạn. Cái này có cái da chiên giòn này ha. Có một chén súp nhỏ nhỏ. Và đây thì đặc biệt là có tương ớt sambal này. Ở đây thì cũng là tương ớt sambal nhưng mà họ trộn với lại những cái hành ớt tươi ha. Còn đây là cái trái, theo mình họ nói là cái trái sala, hình như là cái trái mà trái mây các bạn. Mình nếu mà mình không nhầm nha. Đó, cái trái này mà người ta cắt ra, người ta trộn vào đây. Đó, thì mình sẽ ăn chung với những cái này với cái món cơm này. Rồi, giờ ăn thôi. Đang rất bối rối, không biết món này nên ăn với dao nĩa hay là với nĩa và muỗng.
bánh xăng mà ăn với nĩa muộn cho dễ. Chung là cái bữa hôm nay ăn rất là ngon các bạn. Thịt vịt đó, các bạn biết sao, bên ngoài họ làm sao mà cái da nó giòn, rất là giòn, đúng nghĩa là crispy duck luôn, nhưng mà bên trong á cái thịt rất là mềm như được hầm nhừ vậy đó. Và ở đây thì mình thấy là thứ nhất là họ nêm nếm vừa phải nè, ăn với cơm nè, ngoài ra có nhiều cái topping rất là hay nha các bạn. Lúc mà mình ăn á, mình đã lấy thử một chút chai trái mây nè. Trái mây này họ có ngâm chua gì chua chua á, nó có vị ngọt của trái mây và cái vị chua này ăn kết hợp với vịt á, nó rất là cân bằng luôn. Ngoài ra có cái này là tứa sambal hay sao, nhưng mà họ trộn với lại hành sả ăn chung rất dậy mùi luôn. Còn đây là tương ớt sambal, rất thường thấy cho con món của Indo ha. Ngoài ra đây là cái món là món hành hành khô, hành phi nha, nhưng mà có ớt cay cay đó, rất là ngon luôn. Thì mình thấy là nếu các bạn có dịp đến Bali các bạn có thử món này nha. Nhà tên nhà hàng thì mình sẽ để trên màn hình cho các bạn xem. Bây giờ thì sau bữa trưa mọi người sẽ đến một cái vườn cà phê để uống cà phê. Thì ở đây là cái Sierra Luwak Coffee. Thì cái Luwak ở đây là cà phê trồn nha các bạn. Điểm tiếp theo sau bữa ăn mà anh em mình được bác Tài đưa đến đó là một vườn cà phê. Anh em mình thì ai cũng ghiền cà phê nên muốn tới đây uống cà phê chiều. Mô hình kinh doanh ở đây thì cũng khá đơn giản, đưa khách đi tham quan các loại cây trong vườn cà phê, rồi mời du khách uống thử các loại trà, cà phê của vườn miễn phí. Khách ưng loại nào thì có thể mua riêng để uống hoặc mua đem về. Và điều mình ấn tượng ở đây là có nhiều loại trà, cà phê rất là độc đáo mình chưa nghe bao giờ luôn. Và cả cách họ pha cà phê cũng khác bên mình. Đây mọi người, sau khi tham quan sương sương cái vườn cà phê sẽ ngồi uống thử cà phê ở đây, và có một cái view ra ruộng lúa như này. Ubud thì nói chung là ở đâu cũng có view ruộng lúa hết. Oh yeah. You wanna make okay. A video? This is a avocado coffee. And this is a lemongrass. It's really good for dry skin. Oh. And this is a red rice tea. It's really good for the bones. And this is a ginger. It's really good for sore throat and stomach problem. Mm. And this is rosella. It's really good for blood circulation. Good for immune system. Mm. And this is a mangosteen. It's really good for cholesterol. Oh. Is this a mangosteen tea or coffee? Tea. Mangosteen tea. This is all tea. And this is a coffee. Mm. Oh, okay. And this is a chocolate. Chocolate. Oh. And this is a honeymoon coffee. Honeymoon. Yeah. Papa, mama happy. Yeah. After mama drink, papa brew. Tức là ở đây thì họ sẽ cho mình thử rất là nhiều loại trà và cà phê ha. Ở đây thì mình thấy có rất nhiều loại trà luôn, và họ đặt ở lên trên những cái này là những cái tên ở trên này nè. Cái này là trà măng cục nè các bạn. Trà măng cục nè, đó. Trong đây có rất nhiều các cái loại để mình thử ha. Nhưng nếu mình muốn một cái ly cà phê trồn thì là 50.000 rupee. Tức là khoảng chắc khoảng 75.000. 75-80.000 đó một ly cà phê trồn. Cái này là trà măng cụt cho mọi người. Nó ngọt, nó chua chua và nó có cái mùi thơm thoang thoảng, nó không nhiều lắm, của măng cụt. Thoang thoảng thôi. Cái này là cà phê dừa, Ok không? Cái này là cà phê vanilla. Nó là cà phê sữa nhưng mà nó có thêm cái vị vanilla vô, uống cũng dễ chịu. Đây là cà phê trồn các bạn, 50.000 rupee một ly này nha. Đó thì mình đã gọi ra để mình ủng hộ các bạn ở đây. Đó. Đây cà phê trồn nha các bạn, mà người ta khuyên là uống không đường trước đi để thử cái vị cho nó. Và ở đây các bạn biết sao, họ pha họ không có dùng phin nha. Ở đây thì là mình múc lên vẫn còn cái xác cà phê bên dưới luôn nè. Đó. Uống không cần phin luôn nha. Đây, nếu các bạn muốn uống ngọt thì có, đây có đường dừa các bạn, coconut sugar nè. Đó. Hoặc là đường gói bình thường. Đây mình sẽ lấy xíu đường dừa nha các bạn. Lúc nãy mình vừa mới nếm thử một ít đường dừa đây thì nó có cái vị béo béo của dừa. Cũng hay lắm.
Đây các bạn nè, uống xong nó ra cái còn cái bã như là dưới đáy ly các bạn nè. Đây. Cái chỗ này là họ sau khi mà mình uống cà phê xong thì họ sẽ giới thiệu vô cái gian hàng của họ này để mua những cái loại nào mà mình nãy giờ mình uống mình thích đó. Đó. Ở đây trà xả hả? Lemongrass. Đây, trong này có rất là nhiều các cái món đồ này. Bạn nào thích thì mua ha. Không biết thì thôi, không sao cũng không mua cũng được. Ở đây có mấy cái dầu massage. Xả rồi lavender rồi này kia. Chắc là mình sẽ mua một cái gói trà măng cục. Thấy có vẻ khá là lạ, cái này là 80.000 rupee. 80 bao nhiêu ta? 80 đúng không? 80.000 rupee. Đó. Thử xem. Tại lúc nãy mình rất thích cái trà măng cục rồi nè. 750. 750 hả? Trong lịch trình của tour này, mọi người sẽ được đưa đi tham quan các điểm thủ công mỹ nghệ của địa phương và có thể mua sắm luôn. Nếu không thích thì các bạn có thể nói bác tài thay đổi lịch trình nhé, vì đây là tour riêng, các bạn có thể linh động. Mấy đêm của mình thì muốn đi mua bạc, nên tiệm bạc này là một nơi rất là ổn. Ở đây thì họ làm các đồ trang sức bạc thủ công. Điểm cuối cùng của tour trong ngày hôm nay là Goa Kaja hay là Hang Voi, một ngôi đền cổ xưa ở Bali. Tiếp theo thì mình sẽ tới một cái nơi gọi là Goa Kaja. Ở đây là được gọi là Hang Voi. Ở bên đây cũng có một cái đền luôn. Khi vô đền thì các bạn không, ví dụ lỡ như mình đi, mình hôm nay mình mặc quần ngắn đi thì chúng ta nên cuốn một cái xà rông như này. Và sau khi chúng ta mua vé xong thì là vào đi kiểm tra vé thì ở đây họ có một cái giỏ, đây là xà rông free nha, miễn phí để các bạn có thể quấn vô. Các bạn nữ mà lỡ mặc đồ ngắn quá thì cũng có cái đồ này để quấn vô cho nó kín đáo ha. Rồi, thì chúng ta đi vô thôi. Goa Kaja hay là Hang Voi được nói là có từ thế kỷ thứ 9 và là một ngôi đền. Nguồn gốc của Hang Voi đến nay chưa ai biết rõ, nhưng mà người ta tin rằng nó được xây với mục đích là một nơi để thiền định và thờ phượng. Các câu chuyện dân gian kể rằng ngôi đền này được xây từ móng tay của người khổng lồ Kebo Iwa, là một nhân vật trong truyền thuyết của Bali. Tuy nhiên, dựa trên những nét kiến trúc thì người ta cho rằng Hang Voi có thể có từ thời Vương quốc Bali thế kỷ thứ 11. Khu di tích này có cả các vết tích của đạo Hindu và đạo Phật. Hang Voi được các nhà khảo cổ Hà Lan tái phát hiện năm 1923, riêng hồ nước thì được tái phát hiện năm 1954. Có nhiều phỏng đoán về tên gọi của Hang Voi, có thể do khuôn mặt dữ tợn được chạm khắc trước cửa hang với mục đích để xua đuổi tà ma. Nhiều người thì thấy nó giống một con voi nên gọi là Hang Voi. Cũng có phỏng đoán khác, nó là bên trong hang có tượng thần Ganesha của đạo Hindu với đầu voi, mình người nên người ta gọi đó là Hang Voi. Trong khuôn viên Hang Voi cũng có những mảng xanh mà các bạn có thể đi dạo ngắm cảnh giữa cây cối và thác nước. Điểm cuối cùng của ngày hôm nay, tổng kết lại thì mình đã có một ngày tham quan thú vị ở Ubud cùng các khu vực lân cận, học được thêm nhiều cái mới, được thử nhiều món ăn ngon của địa phương. Và trong tập tiếp theo của hành trình Bali, mình sẽ trải nghiệm một loạt món ăn đường phố và các món đặc sản địa phương từ Ubud xuống đến Chimbaran. Các bạn nhớ đón xem nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.